Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 90-91. 10.1. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ trong hình 10.11? Mình nói là số hình lập phương nhỏ có trong hình 10.11 là, đây là 1 1 ha, 1 cộng 1, đây là hai hình nè, 1 2 đúng không? Bạn này cũng vậy, cái chồng này cũng vậy, cái chồng này có hai hình, còn cái chồng này thì có 3 hình đúng không? 2 4 6 9, 9 hình. Rất là đơn giản đúng không? 10.2. Gọi tên các đỉnh cạnh đường chéo mặt của hình hộp chữ nhật trong hình 10.12. Thì đỉnh là A, B, C, D, E, F, G, H. Mình có 8 đỉnh. A, B, C, D, E, F, G, H. Có 8 đỉnh. Tới cạnh, để đỡ nhầm lẫn thì mình sẽ đếm cạnh nằm ngang trước. Nằm ngang nè, BC, AD, EH, FG. Rồi tới nằm dọc ha. AB, CD, GH, EF. Rồi tới thẳng đứng AE, BF, CG, DH. Đó, mình có tất cả là 12 cạnh. Nằm ngang nè, ADBC, ADBC, EHFG, EHFG, đó là nằm ngang. Còn nằm dọc nè, ABCD, ABCD, EFGH, EFGH, và cuối cùng là nằm thẳng đứng. A, E, B, F. D, H, C, G. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười hai. Đủ đúng không? Rồi đường chéo. Mình có 4 đường chéo. Cái này lý thuyết mình đã tìm hiểu kỹ rồi đúng không? Đường chéo thứ nhất nè là CE, DF, CE, DF, hai đường AG, BH, AG, BH, có 4 đường chéo. Rồi mặt mình có là 4 mặt xung quanh đúng không? 4 mặt xung quanh với 2 mặt đáy nữa, là mình có tất cả là 6 mặt. Mặt xung quanh này, mặt bên trái này, A, B, F, E nè, A, B, F, E, A, B, F, E, mặt bên trái. Rồi mặt trước nè, B, C, G, F, B, C, G, F. Mặt bên phải nè, C, D, H, G, C, D, H, G. Mặt đằng sau nè, A, D, H, E, A, D, H, E. Đó, đây là 4 mặt bên. Còn 2 mặt đáy nè, A, B, C, D. Mặt đáy ở trên, mặt đáy ở dưới nè, E, F, G, H. Rồi, chúng ta
Xong bài 10.2. 10.3. Vẽ lên một miếng bìa hình khai triển của hình hộp chữ nhật tương tự hình bên với kích thước tùy chọn. Cắt rời hình đã vẽ rồi gấp theo đường màu cam để được một hình hộp chữ nhật. Rồi, cái bài này thì khá đơn giản, các em tự làm ha. Mười chấm bốn. Một xe đông lạnh có thùng hàng dạng hình hộp chữ nhật, kích thước lòng thùng hàng dài, rộng, cao. Tính thể tích lòng thùng hàng. Lòng thùng hàng có nghĩa là bên trong đó ha, trong lòng ha, cái sức chứa của nó đó. Thì mình đã biết nó dạng hình hộp chữ nhật ha. Thì tính thể tích đơn giản rồi. Hình hộp chữ nhật thì thể tích là dài nhân rộng nhân cao. Mười chấm bốn. Mình nói là thể tích của lòng thùng hàng. Thể tích của lòng thùng hàng là V bằng dài nhân rộng nhân cao, mét mét mét, 5,6 nhân 2 nhân 2. 5,6 nhân 2 nhân 2. 5,6 nhân 2 là mình được 11,2. 11,2 nhân 2 thì mình được là 22,4 ha. Mét nhân mét nhân mét là mét 3 ha, mét khối đó. À, rất là đơn giản. Ok. Rồi, à thầy nói thêm ha, cái thùng hàng này là thùng hàng đông lạnh đó các em. Cho nên là nó rất là dày ha, để nó cách nhiệt. Thì cái lòng thùng hàng này là cái thể tích của nó khác với thể tích của cái hình hộp chữ nhật mà chúng ta nhìn thấy nha, bởi vì nó rất là dày. Cho nên đề bảo mình là tính lòng thùng hàng thôi ha. Còn cái ở ngoài này thì nó rộng hơn, ở ngoài này tới 2,2 m hoặc là 2,4 m rồi nha. Còn bên trong thì chỉ rộng 2 m thôi, còn bên ngoài là nó 2,4 m. Cái miếng nó dày ra để nó cách nhiệt cho các em. Hôm nay người ta có thể để mà vận chuyển hàng lạnh như là tôm cá chẳng hạn vậy ha. Mình qua 10.5. Một hộp sữa tươi có dạng hình hộp chữ nhật với dung tích là 1 lít. Dung tích là cái sức chứa đó các em ha. Dung tích là cái sức chứa, hay mình có thể hiểu là thể tích là 1 lít, được chưa? Và 1 lít thì nó bằng với lại 1 decimet khối nè. 1 lít là bằng 1 decimet khối. Và ở đây người ta cho cm, nên mình đổi sang cm. 1 decimet khối thì sẽ bằng 1000 cm khối. Có chiều cao, có chiều dài. Câu A tính chiều rộng của hộp sữa. Đó, mình thấy nè, dài nhân rộng nhân cao thì sẽ bằng cái này. Như vậy thì muốn tính chiều rộng, chúng ta lấy bảng này, mình chia cho chiều cao và chiều dài thì mình sẽ được, đúng không? 10.5. Câu A, mình gọi chiều rộng của hộp sữa là A. Gọi chiều rộng của hộp sữa là A. A cm. Rồi đề cho mình là thể tích của hộp sữa là 1 lít. À, thể tích của hộp sữa là 1 lít. Mình đổi ra là 1000 cm khối. À. Vậy thể tích của hộp sữa là 1 lít. Mình đổi ra luôn. 1 lít chính là 1000 cm khối.
nên ta có dài là 10, nhân cho rộng, nhân cao, nó khác là nhân cao trước, rồi thì nhân cho rộng, rộng là A, thì chúng ta sẽ được là 1.000, được chưa? Dài nhân rộng nhân cao là ra thể tích là 1.000. Thì từ đây chúng ta tính được A sẽ bằng 1.000 chia cho 10 rồi chia cho 20, đúng không? Được chưa? A sẽ bằng 1.000 chia cho 10 chia cho 20 thì mình được là 5 cm. Đó. Đề bài chúng ta là tính chiều rộng của hộp sữa. Vậy chiều rộng của hộp sữa là 5 cm. Rồi mình xong câu A. Câu B. Tính diện tích vật liệu dùng để làm vỏ hộp sữa. Vỏ hộp sữa. Coi như phần mép hộp không đáng kể. Có nghĩa là chúng ta có thể bỏ qua phần mép hộp ha. Thì mình thấy là cái vỏ hộp sữa, nếu mình bỏ qua phần mép hộp, sẽ gồm diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy. Đồng ý chưa? Diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy. Đó, chiều dài là 10 nè. Đây, bạn này là 10 nè. Chiều rộng chúng ta vừa tính là 5. Chiều cao là 20. Đó, thì từ đây chúng ta có thể tính được diện tích xung quanh. Rồi tính được diện tích hai mặt đáy. Rồi từ đó mình sẽ có được diện tích vật liệu dùng để làm vỏ hộp sữa. Câu B nè. Mình đi tính diện tích xung quanh của hộp sữa. Nè. Diện tích xung quanh của hộp sữa là diện tích xung quanh, S xung quanh sẽ bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Chu vi là 2 lần dài cộng rộng ha, dài cộng rộng 10 cộng 5. Đó, đây là chu vi đáy nhân với chiều cao là 20. Đó, chúng ta được là 15 nhân 2 là 30. 30 mà nhân cho 20 thì chúng ta được là 600. Ở đây là cm. Cho nên diện tích xung quanh sẽ là cm vuông. Đó, diện tích xung quanh. Rồi, diện tích mặt đáy. À, diện tích mặt đáy. Đáy là dài nhân rộng, 5 nhân 10. Hoặc là 10 nhân 5 bằng 50 cm vuông. Rồi từ đây chúng ta có thể tính được diện tích của vật liệu làm vỏ hộp sữa là diện tích của vật liệu làm vỏ hộp sữa là, thì như thầy đã nói lúc đầu, nó sẽ là diện tích xung quanh cộng cho 2 lần diện tích của mặt đáy. Bởi vì có 2 đáy đúng không? Có 2 đáy, mỗi đáy là 50. Chúng ta sẽ được là 700 diện tích thì cm vuông. Rồi, chúng ta xong 10.5. Mình sang 10.6. Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật. Để thầy vẽ ra cho các em dễ hình dung nha. Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật.
Đài bể nước của chúng ta đây chẳng hạn vậy ha. Đó, bể nước của chúng ta. Chiều dài là 2 mét. À, chiều dài đây. 2 mét. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít nước, thì mực nước của bể dâng cao 0,8 mét. Đây mực nước này, mực nước sẽ dâng cao tới đây. Đó. Sau khi chúng ta đổ 120 thùng nước vào thì nó dâng cao 0,8 mét. Đó. Người ta bảo mình là tính chiều rộng của bể nước. À, tính chiều rộng. Thì cũng giống như bài trên á, mình gọi chiều rộng là A. Thì lúc này chúng ta có là dài nhân rộng nhân cao thì sẽ ra được thể tích nước trong bể, đúng không? Thể tích nước trong bể chính là 120 nhân cho 20, đúng không? Nhớ đổi đơn vị. Được chưa? Rồi từ đó chúng ta sẽ tính được A. 10.6. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ tính thể tích nước đổ vào bể nha. Thể tích nước sau khi đổ 120 thùng nước vào bể. Là 120 thùng. Mỗi thùng là 20 lít. Thì mình sẽ được là 2400, đúng không? 12 nhân 2 là mình được 24, thêm 2 số 0 nữa, 2400. Đơn vị ở đây sẽ là lít. Được chưa? Đơn vị đây sẽ là lít. Rồi ở đây người ta cho mét. Cho nên là mình cũng đổi sang mét khối luôn. 2400 lít tương ứng với 2400 decimet khối. Từ decimet khối mình đổi sang mét khối thì mình chia cho 1000. Là mình được 2,4 mét khối. Ok. Đó, mình đã có thể tích rồi. Rồi tiếp theo, mình gọi chiều rộng của bể là A. Nha. Gọi A mét là chiều rộng của bể. Lúc này mình có là dài nhân rộng nhân cao sẽ bằng thể tích, đúng không? Công thức này, dài nhân rộng nhân cao bằng thể tích. Dài là 2 thì nhân cao trước là 0,8 thì nhân rộng thì bằng 2,4. Được chưa? Dài nhân rộng nhân cao. Từ đây chúng ta tính A bằng cách là mình lấy 2,4 mình chia cho 2 rồi chia cho 0,8, đúng không? 2,4 mà chia cho 0,8 thì chúng ta được 20. Bao nhiêu các em? 8 x 3 24 là mình được 3, đúng không? 2,4 mà chia cho 0,8 chúng ta được 3. 3 mình chia cho 2 nữa thì mình được 1,5. Ok, A là 1,5 mét. Rồi chúng ta đã tính được chiều rộng của bể ha. Mình có thể kỹ hơn thì mình có thể kết luận. Vậy chiều rộng của bể là 1,5 mét. Rồi chúng ta xong câu A. Câu B. Người ta đổ thêm 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?
Thì câu này cũng giống như câu A vậy. Lúc đầu là mình đã đổ 120 thùng rồi. Bây giờ mình đổ thêm, à, các em chú ý thêm 60 thùng nữa. Đó. Thì chúng ta có thể tính được thể tích lúc này đúng không? Thể tích của bể nước. Đầy bể. Đầy bể có nghĩa là thể tích của bể nước nó sẽ bằng với thể tích của nước ở trong bể. Được không? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ gọi H là chiều cao của bể. Thì lúc này mình có chiều dài nhân với rộng nhân với cao là ra thể tích của bể. Mà thể tích của bể mình đã tính được, cho nên chúng ta tính được chiều cao của bể. Được không? Câu B, mình đi tính thể tích của bể nước là lúc đầu chúng ta đổ 120 thùng, sau đó mình đổ thêm 60 thùng nữa. Mỗi thùng là 20 lít. 180 nhân cho 2 là mình được 3.600 lít. 3.600 lít chúng ta đổi sang mét khối là 3,6 mét khối. Đó, mình có được thể tích của bể nước. Rồi bây giờ mình gọi chiều cao của bể là C hoặc là H đều được nhé. Gọi chiều cao của bể là cm. Ta có dài nhân rộng nhân cao thì sẽ bằng thể tích. Dài là 2 mét. Rộng là A. Rộng đây là 1,5. Nhân cao, cao là C. Thì được thể tích. Thể tích là 3,6. Từ đây chúng ta suy ra được C sẽ bằng 3,6 chia cho 2 và chia cho 1,5. 2 nhân 1,5 thì chúng ta được 3. 3,6 mà chia cho 3 thì chúng ta được 1,2. Được chưa? Mình kết luận. Vậy chiều cao của bể là một phẩy hai mét. Rồi chúng ta xong bài tập 10.6 và chúng ta cũng xong luôn bài tập ở trang 90-91. Thì có chỗ nào không hiểu các em để lại comment. Còn nếu thấy video này hữu ích thì nhớ đăng ký để ủng hộ kênh thầy An. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Thầy An chúc các em học tốt.